xin mến chào quý vị. Quý vị đã đến với Katia hôm nay thì mình sẽ làm một món mà bảo đảm mấy em đều rất là thích, là món pizza. Mà đặc biệt hôm nay mình làm một món pizza thượng hạng một tí xíu để người lớn mình cũng được thưởng thức, đó là pizza vịt Bắc Kinh. Thì nói vịt Bắc Kinh, thực ra nó là mình ra chợ mình mua vịt Bắc Kinh hoặc là vịt quay. Cathy có đây là hai miếng thịt vịt quay, xong rồi mình sẽ làm với cái bột pizza. Thì bây giờ thì ở trong chợ đó thì nó hay bán những cái pizza làm sẵn rồi, mình chỉ nướng lên thôi, rất là ngon và dễ làm. Như quý vị thấy đây là Pillsbury, thì một hồi nữa Cathy sẽ mở ra cho quý vị xem. Đó, xong rồi mình để cái gì nữa? Thường thường mình ăn vịt Bắc Kinh thì mình hay có gì? Mình có tương ăn phở nè. Xong rồi tí xíu dưa leo, cũng giống như là hành lá đây. Và cái này đặc biệt thì mình phải để tí xíu cheese, mà loại trắng nó kêu là mozzarella, lúc mà nó chảy ra một tí xíu ăn rất là ngon với cái bánh mì của pizza. Và thêm nữa đó là thường thường lúc mà mình mua ngoài chợ mà mình mua vịt á, thì là vịt quay hay có nước giống như là nước chấm này, thì sẽ pha ra cho quý vị xem để mình làm cái pizza nó đậm đà hơn và thơm nữa. Đây, thì để này qua một bên đi nhé. Bây giờ đến cái phần này, trước tiên á, thì mình phải là nướng cái bánh pizza lên một tí xíu, xong rồi mình mới để cái phần hai là cái topping. Mà hôm nay thì là những cái đồ này là đều chín rồi nên mình sẽ làm cái phần hai. Và bây giờ đó thì mình mở cái này ra, thì là mình nướng cái này cũng dễ lắm quý vị à. Mình để vào cái mâm như thế này đây, Cathy có cái mâm thiết sẵn đây, xong rồi để luôn cái miếng này để cho nó không bị dính này. Ok, thì ở trong cái hộp này nó ra đó, thì mình có thể là làm như thế này đây, để này chưa quên, mình lấy ra từ từ. Mình thấy là cái bột nó nổi nên nó rất là mềm. Rồi bây giờ mình có thể mình lấy cái tay mình làm nó mỏng ra như thế này. Nó quý vị thấy đây, nó rất là mềm mại. Dầu này để cho phớt lên, mình cho nó đẹp. Cái bánh mình cứ để thẳng lên đây luôn. Một tí xíu như thế này, lấy cái cọ mình quẹt ra đều lên đây. Xong rồi mình để mình nướng cái bánh này mà. Nhưng mà chưa xong nha. Còn cái gia vị nữa mà nó của vịt nên nó sẽ thơm hơn, thì là mình sẽ phết lên trên. Nhưng mà trước hết mình để cái này đi. Xong rồi cái này kế tiếp á, thì là thì sẽ lấy phân nửa cái nước ở đằng tiệm bán vịt quay. Xong rồi mình để hai muỗng canh là tương đen như thế này, xong mình trộn lên đều. Xong rồi Cathy cũng là để lên trên cái bánh mì. Cathy nói bánh mì, thực ra cái bột pizza kêu là bread. Đó, mình thấy như thế này. Xong rồi mình cứ cho nó một lớp mỏng mỏng như thế này đây, cho nó thơm lên. Bây giờ mình để vào lò nha. Rồi 400 độ, mình chỉ để, Cathy để cái này thôi, có chừng 5 phút thôi. Lúc mà nó nóng á, nó sẽ nổi lên và nó vàng lên một tí xíu. Mình lấy ra lại, xong rồi mình sẽ để cái thịt lên trên. Thôi để mình bắt đầu nha. Bây giờ đến cái phần mà mình sẽ làm cái thịt và rau cải đi. Một hồi nữa để mình để lên trên cái bánh pizza. Thì là trước hết thì là Cathy sẽ lấy cái hành lá này, thì là mình sẽ làm cho cái phần nó dài dài ra. Thì trước Cathy đi chợ đó, quý vị biết không, có con dao này ngộ lắm. Thay vì mình phải cắt ra đó, Cathy thấy cái này là mình nó bán sẵn, xong rồi nó tước ra như thế này nên rất là thích và tiện nữa, nên Cathy mua một cái nè, thấy không. Xong rồi mình cắt nó ra thành ba khúc như thế này. Nói tước vậy chứ có vài cái nó tước được, nhưng vài cái nó chưa tước. Đây mới là cái thứ hai đây. Đó, mình cứ tước ra như vậy thấy cũng hay.
cái này là dưa leo để Cathy giống như là mình làm cái phần mà nó dài dài ra đó. Bây giờ để coi mình lấy vài miếng nè. Cathy để vỏ luôn đằng cho nó có màu xanh mà ăn cho nó giòn đó chứ. Đó, Cathy cắt luôn này. Cũng là miếng nó dài dài như thế này đây luôn. Cái này thì là đã chín rồi nên mình cắt ra đặng vừa. Quý vị ơi, bây giờ Cathy lấy đây lúc mà 7 phút rồi, mình thấy nó đã vàng lên, nó đã chín một phần nào. Nhưng mà bây giờ đó là mình sẽ làm lại với cái topping. À, xong rồi bây giờ nè, Cathy lấy đây cũng là để lên cái sauce hồi nãy đó, là tương đen cũng có tí xíu cái nước của vịt quay. Bây giờ là Cathy để đây rới lên một tí xíu. Đây là mozzarella, là cái loại cheese này nó trắng và nó không có mặn nha, nó rất là nhạt. Xong rồi bây giờ đó Cathy sẽ để đây này, hành hồi nãy mình để này, hành lá đó mình để lên trên luôn, cũng giống như là dưa leo. Cathy để nhiều nhiều lên để thức hành cho nó thơm. Một hồi nữa mình thấy nó đầy lên một tí xíu. Rồi cũng giống như là bây giờ Cathy để lên, đây là thịt này, cái miếng thịt này mình để lên trên luôn. Đây là thịt trước, thịt nạc trước nha, xong rồi mình mới để lên trên là cái phần da. Wow, Cathy để khá ăn đặng no. Mình có thể lật cái mặt da lên trên, cái phần bóng đó quý vị thấy đây đó, mình lật nó lên trên nha cho nó được giòn thêm nữa. Vậy mới là pizza vịt Bắc Kinh. Cathy để nhiều đến nỗi bây giờ mình không có thấy cái bánh pizza luôn. Mình thấy toàn là thịt. Cathy để tí xíu cheese lên nữa, lên trên cho nó vui, nó trắng trắng nữa. Mình cứ để lò nha, mình để lò lửa cao nha. Xong bây giờ tí xíu là tiêu đen nè, để lên trên nè cho nó đậm đà. Rồi bây giờ đó, thế cái muỗng Cathy rưới lên trên. Tại cái nước này, nước sốt này của mình còn nè, mình rưới lên trên như thế này. Cái phần cuối cùng này đó quý vị ơi, mình để lên cái lò lửa đó bên trên, nó kêu là broil, rất là cao nhưng mà nó sẽ chín rất là nhanh. Thực ra cái pizza của chúng ta đã chín rồi, mình chỉ muốn nó vàng lên một tí xíu cho nó giòn cái miếng thịt và da, cái da vịt đó. Rồi ok, vài cái nữa lên đây cho nó vui. Bây giờ Cathy trở lại lò rất là cao, broil lửa trên nha. Khoảng chừng cái này là mình phải nhìn, mình phải canh nó đó, khoảng chừng là 3 đến 5 phút là xong, nghĩa là vàng một cái là mình lấy ra liền. Rồi ta-da. Rồi, wow, xong rồi quý vị ơi. Pizza vàng rực. Để tắt. Mình để lên cái thớt như thế này. Xong rồi mình mới cắt ra. Đẹp quá xá chừng. Cái góc này Cathy để hơi nhiều bột, khoảng là bánh mì nè. Nhưng bên góc này thì nhiều thịt nè.
thôi không, cũng vui, bên này như thế này, bên này như cái kia. Thời gian đó mình có thể để tí xíu tiêu lên nữa nè. Đó, đây mình chuẩn bị ra lên bàn để đãi bà con. Thơm quá quý vị ơi. Rất là hấp dẫn. Cathy mong là quý vị hãy làm cái pizza vịt Bắc Kinh cuối tuần này, nhất là mình muốn để bạn bè đó đến nhà mà mình lấy cái này ra một cái như thế này đó thì mình có thể ăn no cũng được, mà nếu mà đông người thì mình ăn chơi thôi. Thôi thì bây giờ Cathy sẽ cắt nó ra giống như là pizza vậy, mình cắt nó ra giống như là vuông vuông nha quý vị ha. Wow. Được giòn giòn như thế này quá là hấp dẫn. Đó, quý vị thấy cái này thượng hạng không quý vị? Nhiều thịt, nhiều vịt chứ anh. Yeah. Đó, thì cắt như thế này. Quý vị thấy không? Mình làm ở nhà thấy nó vui. Mà mình muốn ăn nhiều thịt vịt thì mình cứ để nhiều. Ok, bây giờ Cathy lấy ra đây quý vị xem đây. Đó, cái phần thường thường á là cái bánh mì pizza đó. Cái gốc á, thì lúc nào nó cũng giòn hết. Như thế này đây, mình có thể thích giòn thì mình lấy cái phần đó. Còn ở bên trong á thì nó mềm hơn một tí xíu, nhưng mà nó có nhiều thịt tại nó giữa cái bánh nè. Mình thấy đây, wow, mình thấy cheese này nó melt ra và nó chảy ra luôn. Mà cũng giống như là mấy miếng hành đây nó đã giống như là bị chín xuống một tí xíu, làm cho nó đỡ nồng đó quý vị. Như cái này nè, trời ơi, Cathy để 3 miếng rồi, rất là ham ăn. Thôi để Cathy thưởng thức cho quý vị xem. Như thế này đây, mà mình có thể nhà trước khi mình ăn mình có thể để tí xíu. Đây là olive oil, Cathy thích để đó, mùi rất là thơm. Mình có thể rưới lên như thế này đây, trước khi mình ăn. Đó, tí xíu olive oil. Và nếu mà các bạn nào mà thích ăn cay á thì có thể rưới lên cái sriracha một tí xíu thôi. Đã nói ăn kiểu Á Đông thì phải có ớt. rồi đây. Đó, đây cái miếng pizza vịt Bắc Kinh của Cathy đây. Ở ngoài bìa thì giòn, bên trong mềm được chút xíu. Cái da vịt quay giòn thơm, rồi còn mấy miếng dưa leo vẫn còn giòn ấm, rất là đậm đà. Chắc nhờ cái nước sốt của vịt quay trộn chung với tương đen đó các bạn. Ăn này vui. Wow, mà mình thấy cái bánh như là miếng bánh mì rất là mỏng, được giòn giòn nữa. Ăn này mà vài cái mình no đó. Cái này nè, wow. Cái này ăn vui đó quý vị. Quý vị thấy thèm không? Mong rằng quý vị sẽ làm pizza vịt Bắc Kinh vào cuối tuần này. Hẹn gặp kỳ sau nha quý vị. Bye bye, see you next time.